Chào mừng quý vị và các bạn đến với kênh của chúng tôi. Bây giờ mời quý vị đến với nội dung chính. Sao nữ quen cả V-Beat gây sốt khi có mặt bên 63 anh trai ở hai concert cùng một đêm. Vào tối 19 tháng 10, hai concert cực khủng của anh trai Vượt Ngàn Chông Gai và anh trai C2 chính thức diễn ra ở thành phố Hồ Chí Minh. Sự kiện âm nhạc đình đám này thu hút sự quan tâm và tham gia của hàng chục nghìn khán giả. Bên cạnh đó, dàn sao Việt nổi tiếng cũng lên đồ để quậy trong các concert như Hạnh Sino, Thúy Ngân, Hoa hậu Tiểu Vi, Phạm Quỳnh Anh, Hậu Hoàng, Miss Thi. Một trong những cái tên nhận được sự quan tâm không kém các nam nghệ sĩ chính là Hòa Minzy. Giọng ca khúc Bắc Ninh được phát hiện xuất hiện ở hai concert Anh Trai Vượt Ngàn Chông Gai và Anh Trai C2 trong tối ngày 19 tháng 10. Khả năng chạy show mệt nghỉ của nữ ca sĩ sinh năm 1995 khiến nhiều người phải ngả mũ chào thua. Dù đã làm mẹ bỉm một con, Hòa Minzy vẫn nhiệt tình quậy hết nấc cùng các đồng nghiệp. Sự xuất hiện của cô trong concert còn là để ủng hộ cho các nghệ sĩ, người đồng nghiệp thân thiết đã gắn bó trong quá trình hoạt động nghệ thuật của mình. Tại concert thứ hai của Anh Trai C2, Hòa Minzy đóng vai trò là khách mời góp mặt trong ca khúc Kim Phút Kim Giò. Sau khi hoàn thành xong phần trình diễn, nữ ca sĩ sinh năm 1995 chia sẻ trên sân khấu trước hàng ngàn khán giả. Thật sự thì đứng trên một sân khấu lớn như thế này trong một concert âm nhạc thì đây là một niềm ước mơ của em, giống như cảm xúc mình được đứng thử trong cái ước mơ của mình. Và em cảm thấy rất là hạnh phúc và đặc biệt là được hát bài hát cùng với những người anh em của mình, gia đình Hoa Dâm Bụt. Em cảm ơn chương trình Anh Trai C2 rất là nhiều, cũng như tất cả mọi người đã cho Hòa xuất hiện trên sân khấu ngày hôm nay. Sau những đồn đoán và sự mong đợi của người hâm mộ, thì chương trình truyền hình thực tế Anh Trai C2 xác nhận sẽ tổ chức concert tại Hà Nội. Đông đảo khán giả đều đang rất mong chờ được chứng kiến tận mắt những màn trình diễn mãn nhãn, công phu từ các anh trai. Trên fanpage chính thức của chương trình đã thông báo ngày tổ chức concert thứ hai tại Hà Nội là vào ngày 7 tháng 12. Theo dự kiến, concert thứ ba của Anh Trai C2 cũng sẽ quy tụ hàng chục ngàn khán giả tham gia. Một tin vui nữa cũng khiến cho khán giả vỡ òa khi chương trình Anh Trai Vượt Ngàn Chông Gai xác nhận sẽ có đêm concert thứ hai diễn ra ở Hà Nội. Dù ban tổ chức chưa bật mí thêm, tuy nhiên chính nghệ sĩ nhân dân Tự Long đã tự spoil luôn địa điểm tổ chức là sân vận động Mỹ Đình. Điều này khiến nhiều fan rất thích thú và mong chờ ban tổ chức sẽ sớm chốt thông tin về địa điểm cũng như thời gian bán vé. Concert Anh Trai Vượt Ngàn Chông Gai kết thúc và gây ấn tượng khi có nhiều bài hát với giai điệu dân gian như Trống Cơm, Chiếc Khăn Piêu, Đào Liễu. Trong khi concert diễn ra thì nghệ sĩ nhân dân Tự Long cũng viral với câu nói đầy tự hào khi nhận xét về giới trẻ Việt Nam. Giá trị truyền thống là giá trị của sự kết nối. Đừng nói người trẻ ngày nay không yêu dân tộc, không yêu truyền thống, họ yêu nhiều lắm. Thời điểm concert Anh Trai Vượt Ngàn Chông Gai cũng là tập chung kết 2 được lên sóng. Tập cuối của chương trình lên sóng là kết quả chung cuộc đã được hé lộ. Trong gia tộc 17 anh tài, Binzy và Subin là hai anh tài toàn năng, 15 người còn lại bao gồm Cường Seven, Thủ Lĩnh, Cây Trần, Xuân Phạm, Tự Long, Trọng Hiếu, ST Sơn Thạch, BB Trần, Bùi Công Nam, Remastic, Quốc Thiên, Thanh Duy, Bằng Kiều, Tiến Luật, Đinh Tiến Đạt, Đỗ Hoàng Hiệp. Hai concert cực khủng của Anh Trai Vượt Ngàn Chông Gai và Anh Trai C2 chính thức diễn ra ở thành phố Hồ Chí Minh. Sự kiện âm nhạc đình đám này thu hút sự quan tâm và tham gia của hàng chục nghìn khán giả. Bên cạnh đó, dàn sao Việt nổi tiếng cũng lên đồ để quậy trong các concert như Hạnh Sino, Thúy Ngân, Hoa hậu Tiểu Vi, Phạm Quỳnh Anh, Hậu Hoàng, Miss Thi. Một trong những cái tên nhận được sự quan tâm không kém các nam nghệ sĩ chính là Hòa Minzy. Giọng ca khúc Bắc Ninh được phát hiện xuất hiện ở hai concert Anh Trai Vượt Ngàn Chông Gai và Anh Trai C2 trong tối ngày 19 tháng 10. Khả năng chạy show mệt nghỉ của nữ ca sĩ sinh năm 1995 khiến nhiều người phải ngả mũ chào thua. Dù đã làm mẹ bỉm một con, Hòa Minzy vẫn nhiệt tình quậy hết nấc cùng các đồng nghiệp. Sự xuất hiện của cô trong concert còn là để ủng hộ cho các nghệ sĩ, người đồng nghiệp thân thiết đã gắn bó trong quá trình hoạt động nghệ thuật của mình. Tại concert thứ hai của Anh Trai C2, Hòa Minzy đóng vai trò là khách mời góp mặt trong ca khúc Kim Phút Kim Giò. Sau khi hoàn thành xong phần trình diễn, nữ ca sĩ sinh năm 1995 chia sẻ trên sân khấu. Những thông tin này đã khép lại bản tin hôm nay của chúng tôi. Cảm ơn sự quan tâm theo dõi của quý vị và các bạn. Xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong những bản tin tiếp theo.